Xin chào tất cả các bạn đang xem. Hôm nay Công Dũng được trải nghiệm qua một cửa hàng cũng như là một nơi giới thiệu sản phẩm của một người bạn rất thân với mình. Đó là sâm báo, một loại sâm đã được thất truyền rất là lâu và bây giờ đang được khôi phục lại. Loại sâm này ngày xưa là dâng lên các vị vua chúa, và ngày hôm nay người bạn mình đã cố gắng tạo dựng những cái mà đã thất truyền của dòng sâm này, và hy vọng là khán giả cũng như là những người quan tâm đến dòng sâm và hãy để ý là có cùng chiều hướng với Công Dũng cũng như là tìm lại những cái nguồn gốc của dòng sâm gọi là sâm báo được xuất xứ từ gọi là quê hương xứ Thanh.